Vâng, và xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái chiếc Touring giá thành rất hợp lý và cấu hình quá là ổn trong tầm giá, và lại có một cái ngoại hình rất là độc đáo. Đó là một cái chiếc giảm xóc rất là độc đáo. Từ trước đến giờ em chưa thấy một cái chiếc xe nào mà nó độc đáo như vậy và cấu hình cũng khá là tốt. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác dòng Touring Elalo giảm xóc, một dòng xóc ở giữa rất là độc đáo. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe Touring này. Vâng, và trên tổng khung hình đây thì các bác đang nhìn thấy chiếc xe đạp Touring hiệu Elalo. Cái thương hiệu này thì nó không được nổi tiếng cho lắm, nhưng mà theo đánh giá thì với cái cấu hình này thì nó quá tốt trong tầm giá. Thì nó có tốt ở cái gì? Thì đầu tiên chúng ta, các bác hãy nhìn cái khung của nó đã. Nó là hợp kim nhôm, mối hàn to, thương hiệu là Elalo. Thì chúng ta, theo em thì các bác không cần quan tâm đến cái chữ này đi. Chúng ta hãy nhìn vào cấu hình của nó. Thì xe được trang bị, đấy, các bác nhìn Meyer này, Meyer quay rất là bon. Tí nữa em sẽ nói về cái cặp vành này, cái cặp Meyer này rất là tuyệt vời. Thì cái đầu tiên chúng ta thấy là cái bộ đùi đĩa 3 tầng Shimano rất là tốt cho cái dòng Touring dạng này rồi. Và đi theo đó là bộ cái gạt đĩa Acera, một bộ đồng bộ luôn. Gạt đĩa trước Acera, cùi đề sau cũng Acera, và trên tay bấm thì cũng là Acera. Tức là một bộ 3 đồng bộ group Acera. Thì theo các bác biết là Acera là một cái bộ, mà nhất là Acera này lại là 9 níp. Thì đây là Acera, là một cái bộ chuyển động của hãng Shimano, cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Antut. Và Acera lại là 9 níp, cho nên là rất hợp lý so với cái dòng Touring này. Đằng sau của chúng ta thì được một trang bị một cái líp thả 9 tầng hiệu Shimano. Thì so với cấu hình con này thì quá tuyệt vời cho một dòng Touring. Đó. Thế tại sao cái chiếc vành này thì nó là trang bị vành 700C. Vành 700C, quả lốp to là quả lốp xem nào. Quả lốp 32 700 x 32C. Và xe được trang bị phanh V, một phanh truyền thống của dòng Touring, cọc yên hốt tăng bằng nhôm hết. Yên là yên Velo, khá là êm. Về phần sơn dưới xe thì em không đánh giá, là không thấy vết xước nào lớn cả. Chỉ có một vài vết nhẹ nhẹ thôi. Hầu như là khá đẹp. Trên khung của hãng thì có một cái mã vạch, nhưng mà em không biết là cái mã vạch này kiểm tra như thế nào. Vâng, và đây là cái phần chúng ta đi về phần trước và phần sau. Phần trước thì các bác nhìn thấy rất là độc đáo. Đó là mọi cái xe ấy thì là cái giảm xóc này nó sẽ là hai bên. Còn chiếc này, cái càng của chiếc này ấy, là giảm xóc nó ở giữa này, ở giữa luôn. Và cái hành trình nhún đây là cái chụp bụi thôi. Cái hành trình nhún nó sẽ nhún ở đây và tạo cho một cái chiếc xe rất là độc đáo. Trang bị một cái càng rất là độc đáo luôn. Và đằng trước cũng là phanh V, phanh V, và càng này là bằng nhôm luôn, giảm xóc bằng nhôm, càng nhôm, giảm xóc ở giữa rất là độc đáo luôn. Vâng, và cái cặp bánh này thì tại sao mà nó quay bon như vậy? Thì như ở các cái video ở trong kênh của em trước ấy, thì em cũng đã phân biệt rồi. Cái cặp bánh này là dùng bánh bi vòng. Cặp bánh bi vòng tức là nó sẽ là không phải là bi từng hạt con xếp vào với nhau, mà đó là cả một cái vòng bi nguyên cặp như kiểu xe máy của chúng ta đấy. Đó là hai cái vòng bi, bên này một cái và bên này một cái, là hai cái vòng bi con riêng biệt luôn. Thì giúp cho cái xe mà được trang bị cái cặp bánh này ấy, thì rất là bon và không có độ dơ như là bi cô nồi thời trước. Và rất là tốt. Và cái chiếc xe mà được trang bị cái cặp bánh này thì cũng rất là cao cấp rồi, rất là bon đấy. Như các bác thấy là cái độ trớn của nó rất là đấy, khi nó quay nó còn quay ngược lại trở lại luôn. Cho nên là cái bi vòng thì nó chính xác luôn ở nhà máy rồi, và chúng ta lắp ráp bây giờ thì chúng ta chỉ có cái cặp bánh nó có độ chính xác rất là cao rồi, rất là bon. Đây, chúng ta cùng đi bên sang bên này. Bánh đằng trước của chúng ta thì cũng là bánh 700C nhân 32 quả 32, giảm xóc là rất là độc đáo, giảm xóc ở giữa luôn. Dòng City Cross C3, dòng này đi trong phố
cấu hình thì rất là khủng, rất là tốt. Đây, bánh bi vòng luôn, đằng sau cũng là bi vòng. Các bác có thể nhìn thấy, bi vòng thì nó khác bi côn là nó không có những cái con ốc nhỏ để mà siết côn lồi, bởi vì nó là một cái cặp bi, hai cái vòng bi hai bên nguyên cặp luôn. Cho nên đây là máy ơi bi vòng và quay rất là trơn. Các bác nhìn có thể nhìn thấy là cái độ bon, cái độ lướt của nó rất là nhẹ, rất là lâu mới dừng. Đằng trên tay cầm của chúng ta thì có một cái dạng tay bằng, ghi đông to giống dạng của xe địa hình, và được trang bị một cái bộ group Acera. Đằng bên này thì vẫn là 3 tầng của đĩa, chuyển cho đĩa đằng trước. Và bên này thì là 9 tầng, chuyển cho lip đằng sau, 9 tầng luôn. Đây là phanh, tay phanh rất là nhẹ nhàng. Tổng thành bên này của chiếc xe, sơn thì em đánh giá là không có một cái chỗ nào mà gọi là xước to cả, rất là đẹp. Chiếc xe có một cái chiếc giảm sóc rất là độc đáo, cộng với một cặp bi vòng, một cặp bánh bi vòng, và được trang bị bộ chuyển động full ACL Shimano Acera 9 lip và 3 đĩa, tổng là 27 tốc độ khác nhau, khung nhôm toàn bộ. Xe rất là hợp lý trong câu tầm tiền. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này, và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp, và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận, nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo. Thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được, thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943, và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng, và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em, là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship. Trong giá bán nữa là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra, và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà, mở bánh trước thôi, rất là dễ dàng. Và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.